Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Lang Thang Kiên Giang. Thì ngày hôm nay là mùng 7 Tết nên là ngày hôm nay Lam cũng chuẩn bị đi Sài Gòn. Nên là đang đi Gạch Giá thì ghé ngang để mà biết được thông tin là anh Trọng đang ở công viên gì nè. Thì ngày hôm nay Nam sẽ lâu lắm rồi không có quay gia đình của anh Trọng xuống. Thì ngày hôm nay là Nam sẽ đi ngang đây mà gặp mấy đứa nhỏ với là anh Trọng Súng nè. Thì bây giờ Nam sẽ đi vào để chia sẻ cái cuộc sống của anh Trọng Súng bây giờ ra sao nha quý vị. Đây, hiện tại là đây là một cái chỗ ở của anh Trọng. Hello anh Trọng. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp. Mắt cười đang hớt tóc cho nhỏ cái máy hết bịt. Hớt tóc hả? Ừ. Trời ơi. Nhớ hớt tóc máu nè, bỏ nè. À. Rồi cái ra đang hớt cái nó hết bịt. Đây đây, Tú Linh hả Tú Linh? Trời ơi. Trúng. Quá trời. Rồi dạo này sao rồi? Cũng đi lụm như chai vậy đó. Xuống. Ở đây lụm như chai có đồ. Ủa sao hổm em cứ nghe anh nói thuê nhà trọ ở mà có, sao? Có mà trên mẹ trên xa lắm. Ở Tú trên cảnh á. Ừ. Mà không có đồ dân lụm ngày có 20-30 ngàn. Mà có chỗ ở mà không có việc làm. Rồi rồi Tết hồi Tết là ở đâu? Ở đây là nguyên cũng có gần 3 tháng rồi đó. Ở đây. Rồi ở trên đây ngoài công viên không có mưa. Hên vậy đó. Rồi sắp tới đây mùa mưa rồi sao? Mưa chạy qua đó đó. Trời ơi. Chuyện anh đó đó người ta quen mà trong chúng mưa. Ừ. Xong rồi chạy qua vậy đó. Chạy qua chạy lại hoài ở đây quen ở với người ta vòng vòng á người ta quen rồi. Ta có cái liệu người ta dục người ta cho. Rồi lúc trước kia ở trên Hà Tiên này sao không ở về đây? Đồ ít xíu. Lụm Tú Linh với hai cha con lụm được có chừng 40 ngàn 50 ngàn. Hôm nay bữa trăm mấy hai trăm. Rồi có bữa nhiều được 300 luôn. Rồi sáng giờ có đi lụm chưa? Có mấy cân nãy được 70. À. Rồi một ngày cân 3-4 giả vậy. Ghê ta. À coi mập nè. Nước tài. Đâu rồi, kể tiểu sử con bé này nghe coi. Lúc hổm là lúc nghe nói sanh là trong bệnh viện sao đó? À, bữa trong bệnh viện tạm ứng 500 ngàn à. À, đâu đi xích vô nắng, nắng nhỏ. À, để dành, tại vì dự đoán người ta nói tới 2 tháng mới sanh. Ừ. Bác sĩ người ta dự đoán 2 tháng mới sanh, cái để dành ngày 50, được 8 bữa. Rồi cái nó mất đẻ nữa đi. Rồi cỡ 10 giờ mấy gì đó, cái nào chạy đưa đi cho anh á. Thì vô ta không có đóng 5 triệu. Ừ. Cái này còn có 500. Đây đi, đi xích lên cho mát nè. Ta nói thôi ừ vậy ta kêu làm giấy tờ cho nó đó. Ờ. Xong xuôi rồi cái ra đóng ta mứng 500 vậy đó. Rồi cái được cô chú làm vòng cho bệnh viện á. Ừ. Người ta cho, người ta thấy người ta cho được cũng 300-400 ngàn. Ăn uống rồi tiêu tiền sanh đẻ luôn đó. Ừ. À, vừa đủ luôn. Là đẻ, lúc đó đẻ ở trong bệnh viện hả? Ở trong bệnh viện nè. À. Đa khoa sản sản nhi á. Rồi lúc mà từ sánh giờ có đi về ông bà nội chưa? Mới lên trên mẹ bữa hổm rồi. À. Mà có nhỏ này nó không có đi. Ừ. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Lâu là một cách đây hả về một năm gặp lại anh Trọng hả? Xong có một cục nữa. Là bây giờ nếu mà còn chiếc xe ba gác là bây giờ mấy người, 7 người hả? 7 người. 7 người trên xe ba gác. Đang chạy xe đi là bình thường đi lụm như chai. Ừ. Rồi cái nó đứng máy. Nó bị kiểu mình không có đủ nhớt đôi gì đó. Ừ. Rồi nó cũng đứng lại rồi xong rồi tới không được mà luôn được rồi đẩy về bán luôn. Là xe cộ bán hết luôn. Ở trên Hà Tiên trên đó hả? Rồi có xe đi tới luôn rồi. Rồi cái kêu ông anh không làm cho đẩy tới đi luôn mà giờ gãy nữa rồi. Giờ đâu kém nó đâu, đẩy ngưng luôn đó. Gãy dưới yếu xìu à. Trước á. Chở ông mập nè. Thấy mấy bữa thấy chụp hình. Trước nó gãy rồi kéo. Giờ chỉ nhắc lên ginh thôi chứ không dám kéo nữa. Đi đi xích vô đây nắng nhỏ đen thui hết. Trời nhỏ đen luôn rồi. Ngủ bằng đêm á thì có phải liệu á. Ừ. Tông vòng là giống như cái tông là hết gì nè. Rồi văng cái mùng chảy cái miếng đệm lên ngủ. Trời đất ơi. Bó tay anh Trọng. Còn rồi, đây bé Huy đây hả? Ngủ nè. Ngủ gì đó.
vậy. Còn chảnh ở được mà không có tiền bạc chứ. Nguyên tháng không có đồng bạc nữa. Còn tháng này tôi mần tôi dư được cái điện thoại 2 triệu đó. Ừ. Ừ. Ghê vậy. Tháng này mình ăn được, mình mua được điện thoại nữa. Còn chảnh không dư được 100 ngàn nữa. Rồi rồi Tết này cũng ở ngoài này luôn. Thì ngày 100 mấy 200 mà ăn dư ra chừa lại rồi mua đồ để mình quay YouTube á. Rồi chứ bây giờ cái điện thoại nó gì đâu mà vì hai game mà nó hết dữ liệu hoài. Chút xíu bây giờ nó bắt hồi phục hoài với chóng mặt luôn đó. Ừ. Rồi nó bị bể nữa, rồi tôi thấy tôi mua luôn cái điện thoại mới. Giờ quay bình thường rồi đó. Vậy còn làm YouTube không? Còn chứ. Có ở đây người ta quen á, ta bán công phần cái xong cái ta cho ít đồ đó. Ừ. Mua cơm không à. Còn những khi á cô chú ta cho hôm qua hôm kia ta cho nguyên mấy giặt luôn. Mấy giặt hư á ta cho mà lỗ xịn đó. Ừ. Ta cho ta kêu đem lại lấy. Cũng bán được 300 ngàn. Giờ Tết nè, tới lúc Tết mà ta bỏ đồ chắc cũng đi lượm bán cũng được nhiều hả? Nhiều lắm á, nãy lon bia là ta cho một bao nãy mới đem về cân rồi đó. À. Là một ký có 20. Bán cho mấy ông này nè. Rồi đấy, mình có xe mình lại chỗ mấy chỗ dựa mình bán được, còn không có xe. Rồi đây tới chiều có đi lượm nữa không? Có, chút rồi đi dài ngoài phía ruộng nè. Đây thì ngày hôm nay là cũng lâu rồi, cũng có rất là nhiều khán giả lâu lâu cái comment lên kênh của Nam hỏi là trọng súng bây giờ sao rồi, ra sao. Đi về quay trọng súng thì ngày hôm nay sẵn dịp mùng 7 Tết là năm chuẩn bị đi Sài Gòn. Nên ông ghé ông chia sẻ cho quý vị khán giả gia đình của anh trọng súng bây giờ. Anh năm nay Tết năm nay ở ngoài đón giao thừa ở đây hả? Đó, ở khách sạn ngàn sao hả anh trọng? Đây cái cũng đẹp chứ nguyên giường bông á. Được không? Coi nguyên giường bông luôn á. Ta khỏi chân bông rồi ha. Người ta không biết mua còn rồi. Rồi giờ trong sắp tới thì anh có dự tính gì không anh trọng? Ý là dự tính là để đi kiếm cái nhà để cho nó ở, mấy đứa nhỏ nó ở chứ giờ. Trong bữa hổm á là mướn nhà gần đây có nhà này. Ừ. Là mình mướn là ngày đóng 20. Ừ. Nhà nào cho tiền ngày nấy. Rồi có phòng luôn, gửi trước ta 2-3 bữa luôn. Ừ. Cái ba lấy cái phòng đi lên mẹ trên tỉnh chơi đó. Ừ. Ba lấy cái phòng ở cho nó mướn luôn. Rồi đuổi ra đường nữa. Rồi cái ba xin lỗi nó hồi kiếm chỗ khác đi mà bây giờ 26-27 Tết rồi ai có phòng đâu mà sẵn cho mình. Gần Tết á. Rồi á bà phải mà mấy đứa này nó dễ tìm phòng đâu. Ừ. Mình có xe Honda mình chạy vòng vòng quằn hết mẹ luôn. Còn chưa có nữa. Còn lại lo vòng vòng. Rồi ở đây luôn. Rồi từ lúc ấy giờ là có ai quay anh nữa không? Bộ hổm có anh gì? Anh Ngôn quá. Ngôn là quay á. Cũng là biển á, có. À, rồi mấy bữa kia là ngủ rồi với kia hả? Đi quay cái đợt mà cô gì mà 30 mấy tuổi mất đó, cầu 3 tháng 2 mình á. Ờ. Là có mấy anh kia 4-5 anh gì đó. Ừ. Cũng có quay á. Có quay đợt đó anh làm. Mà lúc kia là ngủ ngoài gần láng biển hả? Đó ngủ mấy cái chầu chầu vậy. Ờ nó giục bánh hết rồi. Ngoài kia ít không gà nó ít có liệu ra rồi. Người ta lụm cái ta bán cái nhân viên ta gom vô á. Ừ. Không có dục như ngày trước nữa. Rồi cái khúc ngoài này thì còn. Ở khúc này nhiều hơn, đắp lại là khúc này nhiều. Vậy xong. Còn khúc kia là nó rồi đó. Ở đây với mình ở quen mấy tháng chạy á. Ừ. Cái ta quen người ta kêu lại người ta cho à. Bến người ta cho một đống luôn nha. Chết rồi, cái nhỏ còn nhỏ tí mà ở là từ lúc sanh tới ra là đi tới giờ luôn hả hay sao? Mười mấy bữa, 14 bữa thì có ở ngoài đường đó. Ờ. Ừ. Dài là lên mẹ ở được có bận tầng lại. Là lúc đó đi bằng cái gì lên đó? Đi lên xe lớn. À. Đi lên mẹ ở được có tầng lại, mỗi lần có chiếc xe đẩy. Ừ. Đẩy thì nên cái ghế nó gãy luôn. Gãy luôn ra vô cái lẹo bán được mấy triệu. Xe đẩy nít đó. Ừ. Rồi đâu có đẩy được nó đâu. Rồi đầu kêu ông anh đóng này mà giờ nó gãy rồi, không có chỗ hàng nữa nè. Ừ. Giờ Tết nhất rồi cho. Chứ mà đây đi kiếm chỗ hàng xa lắm. Giờ thấy đời ậu luôn, chỗ luôn gì nè, dính luôn gì nè. Gãy ra đây kiếm. Đẩy giờ đâu có đẩy mấy hàng cao nè, đẩy cụm luôn nè. Hả thấy không? Trời ơi. Đó, bởi cho nên thấy chụp hình chở mập này quá mà. Gãy rồi, gãy cho nó ngồi đi, không sao nó gãy rồi. Bó tay luôn.
đây có đồ ăn hoài nè, ba đồ ta bỏ thì nó mới hết hạn bữa hai bữa à, chạy đi ăn được rồi ăn bệnh chết luôn á. Có bếp ga trong á, có bếp ga xài galon á, cũng được. Có xúc xích ba kia với ba cái gì lạc xưởng á. Rồi rồi đây là có nấu ăn không hay là sao? Cũng có nấu ăn, như là đây thường thường hôm nào mà mấy cô người ta mới có cho ba đồ ăn á, mà mình ăn hết rồi ha, như là dư á, thì mình tỏi mình bữa nào mà không có là phải tự động nấu, đi mua ba cái cá mậu nè, có cái chảo nhỏ đó, rồi đi mua bánh mì, rồi thay đổi gì đó, rồi có rồi. Cơm bọc có 5.000 nha, bự gì nữa 5.000. Rồi giờ ba mẹ anh ở chảnh làm gì? Ở chảnh đi bán số. Cũng ngày cũ ha. Cũng ngày cũ, bán được 200-300 ngày vậy. Không có sức vốn như là của người ta đó. Bán xong rồi lấy cái lời, còn cái vốn trả lại người ta. Có vụ đó luôn hả? Ờ. Cái cô đó trên đại lý đó người ta tốt. Giết rồi bán giấy số mà không cần vốn luôn. Chỉ lấy tiền lời thôi hả? Thì bà bán cầu hết giấy số rồi bà lấy cái lời thôi. Động vậy? Vốn bán giết mất vốn luôn, không có cái vốn trả lại chủ. Đại lý mà đại lý lớn nữa, chứ không phải đại lý nhỏ nhỏ à. Ở đó là nguyên công ty lớn luôn, chúng ta giống như mấy cái đại lý lớn bự bự đó. Trời ơi, đây quý vị, ngày hôm nay năm đi ngang năm quay cuộc sống của anh Trọng từ Tết tới giờ, đón giao thừa ở đây khách sạn Ngàn Sao quý vị. Bữa ba đón giao thừa có quay nữa. À. Quay được mấy clip cô chú cũng coi cũng đông à. Có đi xuống dưới không? Gì đâu. Với chỗ bán cái vòng á? Có ban ngày khúc mà bán rồi có quay lại luôn. À. Quay lại lúc ban ngày trên nó trên đây cô chú ta coi đó. Cũng có view. Đúng ra trước đây mà làm YouTube tới giờ thì ngon rồi, không chịu. Làm có mấy kênh làm như ông bán hết mẹ rồi. Trên kênh chịu hết trơn. Rồi hôm giờ cũng mới tạo người ta cũng mấy cái kênh. Ta cũng cho được 400. Tạo cho người ta hả? Một cái kênh ta cho được 400, cũng như hai người đó. 800. Cũng được. Để đi. Cô chú ta muốn làm kênh riêng con cho người ta vậy đó. Tạo riêng cho người ta vậy đó. Ta nhầm người ta không mua luôn. Ta kêu mình tạo cho người ta cho tiền cà phê vậy đó. Người ta thích cái gì riêng biệt của người ta, hình ảnh của người ta, tất cả của người ta hết đó. Rồi mật khẩu là tự động người ta làm, người ta nhắn lên rồi người ta nhớ lên. Rồi bây giờ là dự phòng là trời mưa, tới mùa sắp tới đây là chuẩn bị mưa nè. Thì ở bên máy hiên bên chỗ đó hoặc là bên đường hả? Ờ bên đường á, người ta cho ai. Trời vậy trời. Mà có cái là mặng có tiền. Sao không làm tiết kiệm, thuê cái nhà. Thuê nhà mà xa quá hả? À. Đi tuốt ở dưới kia là đi xe. Sao cái đúng cái đúng nhà cũ ở chỗ ấy cơ. Cái chỗ mà có cái đìa đó. Trên đó đó hả? Ờ. Còn đang thiếu người ta mấy triệu á. Rồi không còn thiếu chưa tiền trả nữa. Cái nhà mà đợt mà bể dừa đó. Ờ thì đó, còn thiếu người ta đó. Chưa có tiền trả nên lấy đâu về nên về. Ông nội với ông chồng ông làm gì tiền ghê vậy ông chồng? Bây giờ còn bây giờ còn mấy anh kia còn giữ giấy tờ không? Còn. Còn dính chữ. Đó. Thiếu 600-700 ngàn vậy đó. Ta giữ lại rồi. Là ở đâu? Ở đây ha Hà Tiên. Thiếu, là bây giờ trăm. Anh là người vô gia cư không có giấy tờ luôn hả? Không có, vợ có giấy định danh có. Mình có giấy tờ định danh hết. Rồi ở đây tối ta có ai hỏi gì không? Bữa giờ ở mấy tháng nay có ai hỏi gì đó? Chưa ai hỏi. Hồi đó có đi ngoài lộ người ta hỏi ở đâu lại. Ở mình nói địa gần địa phương đây nè. Với đó mình làm lực lượng đó, cũng bố đó. Rồi người ta cũng biết, người ta đâu có la đâu. Dân làm việc tại mình nghỉ thôi. Mà có nhiều người thắc mắc hỏi anh đó, hỏi sao lúc đang khổ mà không có nhà ở nữa mà đẻ thêm đứa anh chồng. Vợ nó có bầu 3 tháng mấy. Nửa chừng hết hồn. Là không hay hả? Có hay đâu. Tưởng nó mập á. Rồi cái hỏi nó em có bầu thiệt đó. Cái này nói chơi hoài. Mình hỏi gần nữa hoài nó bộ nó thiệt hả? Cái nó chạy mà đang khổ thấy mẹ chỗ đâu chứa. Cũng như là chiếc xe lúc đó mà còn chiếc xe đó. Là mình nghĩ là nếu mà đẻ nữa thì chỗ đâu mà ấy. Rốt cuộc cái giờ cầu nước đi không nổi, xe Honda đâu, đi xe ba gác mới đi được.
cái đợt mà đi lên trên anh ấy anh quay đó. Ừ. Nói gì quên nè. Cái gì làm YouTube đó. Anh Thành đó. Ừ. Tiến Thành đó. Tại đó là có bầu đó. Rồi mới hay đó. Thì tôi có tưởng đâu nó chơi không chứ. Mỗi lần tưởng nó nói chơi không. Ừ. Cái tôi nói cũng chưa tin nữa. Còn khi mà đi khám bác sĩ á, rồi tôi mới tin. Vậy là nhưng nhưng mà vậy là đi đẻ có mấy trăm ngàn à? Có 500 à. Rồi cô chú vòng vòng ta cho được 400-500 ngàn xài nữa. Như trong bệnh viện á. Ừ. Rồi rồi mấy cái người mà người ta bán nước á. Ừ. Đi xin vận động rồi bảo vệ đi xin nữa. Trời ơi. Ừ, ta nói thôi mày đi đây tao xin cho mày một chút xíu tiền viện phí xuất viện về là cho cháu nó có giấy tờ. Ừ. Rồi nó dắt đi quận cái ta nói sao rồi cái cô chú người ta cho. Trời ơi cái thằng đó nó chùm em. Nó chùm vậy đó rồi nó đi rồi nó té bỏ tay thì chính đánh cây giết rồi quậy quá rồi giết rồi nó lúc đó nó còn trắng tươi à. Thì nó đi nó ở khách sạn ngàn sao biết nó gì nè quý vị ơi. Đây, bó tay thiệt. Không cầm súng không thiếu gì trơn á. Nè, không có mua. Nhỏ gái đi lượm về thấy cha nó ưa cầm kéo vậy nè. Ừ. Là chỉ nè, để lên là. Quay thôi. Mà có cái sao mà chạy xe cái mà người ta chở mình nó lắc gì nè. Nó rung. Tôi đi bộ thì bình thường à. Ừ. Đồ cho xài đâu phải đồ chơi. Đó. Còn đây thằng bé Quy nè. Nè. Ngủ nè. Nó mặn còn có dư mua được cái điện thoại. Còn ở chả nó không có cái tiền. Rồi sạc cái sạc ở đâu? Bên nhà bên quán này nè. Nú ly phê bệnh á. Ừ. Rồi cái ta mình vừa tải mà clip lên rồi cũng ổn quán phê luôn. Ừ. Người ta cho mình sạc. Trời đây là cái này cái công. Rồi đồ trên đó là của anh đó hay của ai? Rồi trời. Biết công viên ổng coi như nhà ổng. Sáng đang đi nhớ gái lụm nè. Không biết đội xịn hay lo tốt đây. Dạ giỡn đợi mà đợi được. Đó, đây là cái ngôi nhà của anh Trọng nghe quý vị đó. Hôm nay là mùng 7 Tết. Và Tết năm nay thì anh Trọng sẽ sống ở một cái biệt thự triệu đô nè. Thấy không? Đây là cái xe. Cái xe của anh Trọng nè. Coi nó được không? Mẹ gì cho rồi. Uống nước vậy hả? Đã không mọi người. Cái thịt này thịt gì ăn được không mà bỏ đây vậy? Người ta mới cho á. À. Người ta mới cho cái tô á rồi đổ ra. Mua rượu đi. Chết luôn. Hàng nước tương nước mắm gì được không? Hàng trộm nó lại lấy đồ mất cười chết luôn. Lấy ra cái bóp này mà cái bóp của bé Phúc nó tưởng nó có tiền trong nó xốp nhỏ dục nàng kia mãi với cái lấy đồ mình thấy mẹ ai tại vì mỗi bữa đâu có ngủ đâu thức không à vậy cái đêm hôm bệnh là đuối quá ngủ vậy thằng ăn trộm nào cũng xui đi lại lấy đồ của chồng súng cũng mập mập đời nào bỏ tiền trong bóp đâu. Chị á, con nước tự giận luôn. Dụ cái bóp đằng kia là cái ông quen á. Ừ. Ông nói cái bóp này quen quen ta. Mày đồ đạc thì quăng lên cho nó đâu có gì, nó. Bữa hổm tôi ngủ ha, cái trộm nó lại cái nó vừa tới nè, tôi để mấy cái cây đó. Ừ. Đó. Bữa nào tôi tại vì tôi dặn vợ tôi á là khi nào mà anh ngủ á là em thức. Còn em thất là trừ thai viên á. Ừ. Có đêm hôm bệnh quá là đuối. Nằm cái nó ngủ luôn. Sáng nó dậy mất cái bóp luôn nhỏ là vậy. Quá trời. Đấy không? Cười chết. Ở đây quý vị. Ông có kẹp đây luôn. Giờ là chiều chút xíu nó đi lượm cho cha tiếp hả? Ngồi trên gãy xe con. Nó bởi vì mập nó ngồi vậy đó, xe nào còn. Thử ngồi vậy con, banh đó. Trời ơi, trời mày ngồi chứ sao rồi. Xuống lên này, vậy đây. Rồi tối ngày nó cái giọng nó nằm hoài vậy đó.
Rồi thằng bé kia thì ở bên góc ngủ à. Sao không đi về bán vé số với bà ngoại Tú Linh? Không. Hả? À, đẩy bà ngoại đi bán vé số. Bà ngoại không chịu. Bà ngoại không chịu hay là con không chịu? Không, không, không. Ăn cứt luôn. Tối ngày đó. Té bây giờ nè. Gia đình chọc súng đó quý vị ơi. Từng lấy lần một thời được mạnh thường quân giúp cũng nhiều tiền hết trong nó bị bộn tiền đó. Mình đã nợ hết còn vài sĩ thôi. từ có nhà mà bây giờ phải ở nhà triệu đô luôn quý vị, đây năm đi xa cho mọi người xem cái view triệu đô của anh Trọng Súng nè, đó khủng khiếp. Đây trời có máy đồ cậu gâu rồi đó nha. Ừ, nó Tú Linh nó lụm nha, nó lụm về mà còn xài còn bán lắm. Cái tóc này sao nó ra được giờ nãy cậu cắt tóc cho con bé nè hả? Ừ, cắt cho nó dính ở đây luôn nè. Ừ, ông nội mẹ ơi, nó dính sợ nó kẹt máy. Trời ơi. Hôm nay quay clip tôi đã không? Cái gì? Tôi lên cái trang mà hát karaoke đó. Ừ. Thấy ba lên cũng vui. Hát hoài. Cái bài này gì, cái bài gì mà gì họa đi phúc sẽ đến đó. Ừ. Đó, vô đây. Đó hay á. Ông là phúc đi quả đến chứ ông phải nói hát ngược lại chứ. Quả đến. Sao cái quần nó trơn rồi em ơi? Cái lọc đồ nó đâu? Thay cái quần nó lại đi em. Nó đi cả cái quần kìa. Nó nói không? Bận đồ cho nó bận tử là... Bó tay. Không, con vẽ. Con vẽ hả? Con vẽ sao? Thôi rồi đổ cái chảo thịt đó là hết ăn đó. Lâu lâu là nãy lụm chi chai á giờ thật trùng mới ta mới cho á để ở bển ta mới đem qua cho kia là. Hồi sáng á mấy cây này ngã trơn luôn, con mới cột lên đó. Gió thổi cái hù cái sập trơn luôn. Mới leo lên cột lên. Mới cột dây lên đó. Thổi cái hù ầm như đó. Gãy chân. Giờ đây đi lụm ở đâu? Lụm ngoài ngoài cái hướng ngoài biển ngoài này nè, dài dài ta nhậu á. À. Giờ này lụm có nè. Bắt đầu ta nhậu nè, ra đó. Tối chiều gì là càng chiều càng tốt. Mà hồi sáng giờ lụm mới được có 70.000 à. Bán được có 70 mà. Ừ. Rồi đây lụm tới tối nó chắc cũng được tới sáng mới bán. Cũng như là lụm xong rồi sáng mới bán. Ừ. Tối cái 8-9 giờ đồ chắc đây dữ lắm à. Nhìn khi lắp cái hết khu vực này luôn. Nó lụm vậy đó. Có bữa nay là hơi yếu đồ lên nè. Mang yếu á. Có hôm qua mấy bữa Tết nó bữa 1, 2 rồi đó. Biết bao nhiêu mà nói. Đi lụm luôn bây giờ nào bán. Giấy ký ngàn ngàn ký à, nãy cần đóng giấy mà này nè, giấy thì có tiền mấy đứa nhỏ đâu có gì. Dạ mua bữa còn kéo để cho lui, giờ nó gãy đâu có kéo được không, đậu vậy đó gãy nữa rồi. Dạ, bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi và chống chỉ định là người tiểu đường, đái tháo đường sẽ không uống được nha quý vị. Đó. Và một ngày thì uống tầm 3 lần
Mỗi lần là uống một ly rượu nhỏ sau khi ăn 15 phút thì uống trong vòng đến 1 đến 2 tuần sẽ có hiệu quả cực kỳ luôn, uy tín chất lượng luôn quý vị. Đó, và ở đây mật ong gừng hai loại sản phẩm. Quý vị, cô chú anh chị nào mà mua thì hãy liên hệ số điện thoại của Nam bên dưới bao miễn phí ship toàn quốc quý vị. Và mật ong gừng là bao quý khách hàng test 100%. Nếu khách hàng không hài lòng, bên kênh Nam hoàn tiền 100%. Đó quý vị. Đây, uy tín làm nên thương hiệu.